cưới không? Em ok. Ở đây ngừa thật à? Cưới ngừa chụp hình, đây là dịch vụ cưới ngừa chụp hình. Đừng có bị bệnh nghi được được. Cưới ngừa đi. Xếp hàng. À xếp hàng, phải xếp hàng hả? Phải xếp hàng. Đây là dịch vụ cưỡi ngựa chụp hình. Dạ, cưỡi ngựa hả? Giống như Robin Hood cưỡi ngựa. Dịch vụ cưỡi ngựa chụp hình ở thung lũng tình yêu. À, vừa là cưỡi ngựa chụp hình, vừa là dẫn đi chơi luôn. Dẫn đi chơi luôn. Thế ông kích nữa ông cho nó đi. Dẫn đi chơi luôn, anh rồi dẫn đi chơi. Con hỏi chú bao nhiêu? Hỏi chú này. Kiểu này. À, ở đây có giá này. Ở đây là con. Một shop chụp hình cưỡi ngựa là 10.000 đồng. Một shop cưỡi ngựa tham quan là 100.000 đồng. Không để cho em đi một mình vào khu cưỡi ngựa. Chắc ai nhiều nhất. Husband to qua lấy anh đến bác 200.000. Có muốn đi càng sai càng tốt nữa. Ok. Vâng. Có đủ đầy đủ dịch vụ về ngựa. Ok, bây giờ đi thôi mà. Con muốn cưỡi ngựa hay là con muốn ngựa? Cưỡi ngựa tham quan, cưỡi ngựa tham quan. Cưỡi ngựa tham quan hả? Ok. Một cái 50.000 á, có thể kể cả. Đây có một con ngựa to và một con ngựa con này. Hai mẹ con của nó. Hello. Oh, hai con ngựa, một con ngựa. Một lần cưỡi ngựa chụp hình mua 10.000 đồng, rất rẻ. Không có vấn đề gì.